Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật ở sơ qua tình hình giá nhãn y đo, giá nhãn da bò, giá nhãn xuồng hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có cái xem kênh có quan tâm đến giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá nhãn trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang giảm so với tuần trước quý bà con. Hiện nay thì sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì giá nhãn đang có chiều hướng đang giảm nhẹ. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục tăng mạnh trở lại để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm. Thì tình hình giá nhãn y đo hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì đang có giá động từ 22.000 đến 24.000 một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu mà giá có thể chênh lệch lên xuống nha quý bà con. Thì cụ thể là nhãn mà đẹp, da sáng đẹp, trái to thì đang có giá động từ 23.000 đến 24.000 đồng một ký. Hay bà con mình gọi là nhãn VIP thì đang có mức giá 23-24 thôi quý bà con. Còn vườn nhãn chung chung như quý bà con, quý chị các bạn đang xem trên màn hình thì đang có mức giá dao động từ 22.000 đến 23.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Đây là giá thương lái thu mua tại vườn quý bà con. Mặc dù có giảm nhưng mà hiện nay thì với tình hình giá nhãn như vậy thì bà con nông dân mình cũng vẫn có lãi. Và hiện nay thì lượng nhãn tới lứa, lượng nhãn đang thu hoạch thì không còn nhiều, nên là dự báo trong một vài ngày tới thì tình hình giá nhãn có thể tiếp tục ổn định và có thể tăng trở lại nha quý bà con. Thì tiếp theo đó là tình hình giá nhãn da bò. Giá nhãn da bò hiện nay thì đang có mức giá động từ 12.000 đến 14.000 ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 ký, tùy theo từng khu vực khác nhau. Còn tình hình giá nhãn xuồng, giá nhãn xuồng hiện nay thì vẫn đang nằm ở mức giá rất là cao nha quý bà con. Nhãn xuồng hiện nay thì đang nằm ở giá đồng từ 35.000 đến 38.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Hiện nay thì lượng nhãn xuồng đang thu hoạch, lượng nhãn xuồng tới lứa thì không còn nhiều, nên trong thời gian khoảng 1-2 tuần trở lại đây thì tình hình giá nhãn xuồng vẫn đang ổn định ở mức giá rất là cao. Xin chúc mừng quý bà con nông dân mình đang trồng, đang thu hoạch hay chuẩn bị thu hoạch nhãn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiếp theo trên kênh của mình. Và tạm thời thì mình xin cập nhật tình hình giá nhãn hôm nay. Khi mà giá nhãn có thay đổi thì mình cũng sẽ tiếp tục làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiếp theo trên kênh để cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn cùng tham khảo.